Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông chủ tịch nước với sức tàn lực kiệt nhưng vẫn đấu cho con trai thắng hay bại đây. Ông chủ tịch nước hiện nay đang cố công, cố sức để đấu giữ chiếc ghế của mình, bởi hiện nay thế lực ông tổng đang củng cố chứng cứ về phu nhân của ông liên quan đến vụ Việt Á. Nếu đủ bằng chứng thì ông chủ tịch khó mà giữ được chiếc ghế của mình trong thời gian sắp tới. Ông vẫn đang cố vùng vẫy để bảo vệ mình. Và đến tháng 10, ông chủ tịch vẫn giữ được ghế thì xem như thành công. Sự thành công của ông chủ tịch không những là do bản thân ông mà còn cho cả gia đình của ông. Hiện nay, ông chủ tịch nước đang hướng dẫn cậu con trai Nguyễn Xuân Hiếu theo nghiệp chính trị. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa thành công cậu con trai là Nguyễn Xuân Hiếu vào tỉnh đoàn Bắc Giang với chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Trước đó, Nguyễn Xuân Hiếu đã là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn. Tên hình ảnh ông Chủ tịch nước giữ ghế còn đang rất khó. Cho tới nay, Nguyễn Xuân Hiếu chưa nắm được Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang. Tuy nhiên, Hiếu vẫn đang là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn nên hoàn toàn có khả năng sẽ vào nhóm 7 lãnh đạo của Trung ương Đoàn. Hiện nay, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã được phân công về làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nên Ban Bí thư Trung ương Đoàn đang chống một chiếc ghế rất quan trọng này, và cũng đang xảy ra cuộc đấu đá tranh nhau chám vào ghế đó. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, ông Nguyễn Tấn Dũng dường như đang vận động rất mạnh để đưa Nguyễn Minh Chiết, cậu con út của mình, vào ghế cao nhất của Trung ương Đoàn nhằm mục đích đẩy Nguyễn Minh Chiết vào Trung ương Đảng. Tuy nhiên, cuộc chiến ở thượng tầng Trung ương Đoàn này đang rất cam go, chưa biết sẽ ngã ngũ ra sao. Hiện giờ chưa có gì đảm bảo chắc chắn cho Nguyễn Minh Chiết cả. Ở tầng thấp hơn, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đang vận động đưa cậu con trai Nguyễn Xuân Hiếu bổ sung vào vị trí đang thiếu ở Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Nguyễn Xuân Hiếu có thân thế không thua gì Nguyễn Minh Chiết. Tuy nhiên, cha của Nguyễn Minh Chiết nay không lo đấu đá để giữ chiếc ghế cho bản thân nữa, mà dồn hết cho cậu con trai. Trong khi đó, ông Chủ tịch nước đương nhiệm cha của Nguyễn Xuân Hiếu thì đang lo nhiều mặt trận khác nhau. Trong đó, nỗi lo lớn nhất có thể là mất ghế vào Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới. Vì thế, dù ông Chủ tịch nước có chạy trọt cho con trai, cũng khó mà dốc hết sức lực vào để lo được. Vậy nên, khả năng Nguyễn Xuân Hiếu nắm một trong 5 chiếc ghế Bí thư Trung ương Đoàn cũng được đánh giá là không cao lắm. Đây là hình ảnh đã có ghế trống trong nhóm Bí thư Trung ương Đoàn. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị dính vào bê bối do vợ ông gây ra quá nặng. Từ khi vụ án này khui ra, sức mạnh chính trị của ông đã bị giảm đi rất nhiều. Nếu nội lực, sức mạnh chính trị của ông bị kiệt, thì không những ông không giữ được ghế, mà khả năng tiến thân của Nguyễn Xuân Hiếu cũng sẽ trở nên ngày một mịt mờ. Thế chính trị của ông Chủ tịch nước hiện nay chẳng khác nào một ông già sức tàn lực kệ kiệt, nên có muốn đẩy Nguyễn Xuân Hiếu bay vào nhóm Bí thư Trung ương Đoàn cũng rất khó. Nguyễn Xuân Hiếu là con một đương kim chủ tịch nước, được nhiều người đánh giá không cao như Nguyễn Minh Chiết, con của ông thủ tướng đã về hưu. Xây dựng cơ nghiệp chính trị cho con, nếu không đủ lực thì con cái sẽ nhận hậu quả. Ông Nguyễn Bá Thanh sau khi chết, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Bá Cảnh không thể tiến được. Hay như Nguyễn Văn Chi, khi sức mạnh chính trị cánh Đà Nẵng thân ông đã bị giảm sút, thì con trai ông là Nguyễn Xuân Anh cũng bị trừng phạt đẩy ra. Làm chính trị là thế, khi chưa đến được chiếc ghế bộ trưởng hay ghế bí thư tỉnh thì rất khó để cho cá nhân đó đứng vững được. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu đứng giữa. Nguyễn Xuân Hiếu đang cần người cha là chủ tịch nước dìu dắt, nếu ông chủ tịch này yếu thế, sắp rụng khỏi ghế, thì có thể nói cơ hội cho Nguyễn Xuân Hiếu tiến lên là rất hẹp. Tại Trung ương Đoàn toàn hạt giống đỏ, không ai là con của thường dân cả. Tuy nhiên, những cá nhân kia có thân phận không bằng Nguyễn Xuân Hiếu, nhưng họ không bị thế lực trên cao nhắm vào triệt hạ như đang nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc, cha của cậu ta. Ông Chủ tịch nước đang cố vận động cho cậu con trai là sự thật, và thành công hay không thì đó chỉ có thể chờ xem mà thôi. Chính trị tại Việt Nam rất khó lường.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sai phạm quy hoạch của Hà Nội có dính đến nhóm lợi ích của ông Tổng. Đó là ai? Liệu Nguyễn Thanh Nghị có dám hay không? Vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, khi ấy, ông Tổng Trọng có một bài thơ ngắn tặng khách sạn Mường Thanh. Bài thơ có nội dung như sau: lần này lại đến phương Đông, tình xưa ngưỡi cũ mặn nồng Mường Thanh. Cố lên các chị, các anh, quê hương vẫy gọi sử xanh lưu truyền. Phía dưới ghi rằng nhân ngày 30 tháng 10 2017 và ký tên Nguyễn Phú Trọng. Lâu nay người ta thường nghĩ ông Tổng trong sạch, nhưng thực chất ông có nhiều mối quan hệ rất mờ ám với các nhóm lợi ích nhưng hết sức khéo léo. Mặc dù là ông quá mạnh nên không ai dám khui ra, chứ không có nghĩa là ông Tổng trong sạch như mọi người vẫn nghĩ. Với bài thơ như thế, ông chủ khách sạn Mường Thanh đem ra làm bùa hộ mệnh thì đố ai dám động đến khách sạn của ông. Đây là hình ảnh lá bùa ông Tổng Trọng tặng ông chủ Mường Thanh. Thực ra Mường Thanh sai phạm quy hoạch thành phố Hà Nội rất nghiêm trọng. Như vậy thì khác nào lá bùa ông Tổng Trọng ban cho Mường Thanh là lá bùa tiếp tay cho sai phạm ở đây. Từ năm 2016, tờ báo Pháp Luật đã có bài viết ai tiếp tay cho Mường Thanh, Khánh Hòa vượt trần như vậy. Có đề cập đến doanh nghiệp xây dựng số 1 ở tỉnh Điện Biên thuộc tập đoàn Mường Thanh đã có hành vi vi phạm pháp luật khi vẫn tiếp tục thi công công trình, mặc dù đã có quyết định dừng thi công và quyết định thu hồi giấy phép xây dựng vào ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng vẫn không thể làm gì được ông ta. Đến năm 2017, Mường Thanh lại nhận được một lá bùa hộ mệnh của ông Tổng, thì xem như an toàn. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, khi đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Lê Thanh Thản với tội lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vụ án được khởi tố vào ngày 5 tháng 7. Ông Thản tại ngoại trong quá trình điều tra. Ông Thản đã bị Công an Hà Nội cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại PMS ở khu đô thị Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Bước đầu, nhà chức trách mới khởi tố như vậy, cơ quan điều tra đang xem xét điều tra nhiều dự án khác của Mường Thanh tại Hà Nội. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã nói. Tiếp tới, vào ngày 9 tháng 7 năm 2019, thì cơ quan điều tra công bố đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thản tại 4 địa điểm trong thành phố Điện Biên và Hà Nội, thu giữ một số tài liệu nhưng không bắt giữ ông. Đây là hình ảnh từ năm 2016, báo Pháp Luật đã phản ánh nhưng không ăn thua gì. Giữa năm 2018, tập thể cư dân chung cư CT6 Kiến Hưng có đơn kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ở đã 3 năm nhưng không được cấp sổ đỏ. Dự án do công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu BMS là công ty con của tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư, do ông Thản là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau đó đã có báo cáo và trả lời kiến nghị cho biết theo quy hoạch thiết kế, dự án chỉ được phê duyệt 2 tòa chung cư CT6A và CT6B với 970 căn. Trong đó có 936 căn hộ chung cư cao tầng, còn lại là tầng thấp và biệt thự liền kề. Thực tế, chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn hộ chung cư không phép là 654 và 4 biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Tất cả đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng. Đây là hình ảnh công an khởi tố nhưng không dám bắt. Tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giữa năm 2017, thì Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết 12 dự án của doanh nghiệp ông Thản triển khai tại Hà Nội đều có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý nhà ở. Sai phạm của người quen ông Tổng đã rải khắp Việt Nam, mà đặc biệt là tại Hà Nội, nơi ông đã từng là bí thư. Tuy nhiên, sau khi khởi tố vụ án Mường Thanh thì công an lại bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Uyên, sinh năm 1964, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, cùng hai cựu cán bộ thanh tra xây dựng Hà Đông, quan chức phường không dám đụng đến ông Lê Thanh Thản. Điều đó cho thấy quyền lực đỡ đầu của ông Thản là rất lớn. Với Nguyễn Thanh Nghị, khi bây giờ chỉ cần chờ sờ tới Mường Thanh và đánh mạnh vào Mường Thanh
là chọn tới nhóm lợi ích của ông Tổng, Nguyễn Thành Nghị có cơ hội. Liệu Nghị có dám hay không thì chúng ta còn phải chờ xem.